Hello, Minh Ô Tô xin chào tất cả mọi người. Thì mới nhất trong ngày hôm nay thì em đang có mặt ở Hà Nội, công ty vận chuyển. Thì hôm nay em có mấy xe vào trong miền Nam thôi. Thì đây em quay cho những video các bác quan tâm theo dõi ở trong miền Nam ấy, thì là mua xe của em thì là rất là yên tâm. Đấy. Cái thứ hai là rất nhiều khách hàng trong miền Nam đặt cọc bọn em đặt những cái xe này rồi em chuyển trong miền Nam cho khách. Thì làm video clip cho các bác xem thực tế luôn. Em là Minh Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc, giao xe toàn quốc. Vậy các bác nào biết em nào có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 0783 135 686. Thì là số Zalo, mình dùng hai số Zalo nhưng mà số Zalo đầu 07 ấy thì là bị đầy bạn rồi, nên là vui lòng kết bạn mình theo số điện thoại 0926 836 686. Đơn vị em là đơn vị mua bán ô tô cũ toàn quốc, rất là uy tín, rất là nhiều khách hàng trong Nam nhận xe của bọn em rất là ưng ý đấy. Dạ vâng, các bác thì hay nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới nhất mà bọn em lấy về theo ngày tháng. Dạ vâng, em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ em suốt thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại các bác video lần sau.